Những cuộc biểu tình tại Venezuela ngày càng trở nên căng thẳng. Những người biểu tình đang gây sức ép lên tổng thống nước này là Nicolas Maduro, buộc ông phải tổ chức bầu cử tại đây. Theo thống kê, trong 6 tuần biểu tình trên khắp Venezuela đã có ít nhất 39 người thiệt mạng và con số này vẫn tiếp tục tăng lên. Sáng ngày 15 tháng 5, một phóng viên trẻ đã thiệt mạng trong một cuộc biểu tình tại Palmira, Venezuela, nâng tổng số người thiệt mạng trong các vụ biểu tình tại đất nước này lên con số ít nhất là 39 người. Trong các cuộc biểu tình này, hàng trăm người đã bị bắt giữ. Nhiều nhà hoạt động buộc tội chính phủ Venezuela trong việc bắt giữ dân thường trước tòa án quân đội nước này. Hành động chặn các tuyến đường chính tại Caracas là một phần trong chiến lược của bên đối lập nhằm đa dạng hóa kế sách để tạo áp lực chống lại Tổng thống Nicolas Maduro. Các cuộc biểu tình này nổ ra xuất phát từ việc Tổng thống Nicolas Maduro có kế hoạch công bố việc cải tổ hội đồng lập pháp của ông. Như vậy, ông sẽ có quyền được điều chỉnh hiến pháp của Venezuela. Nhiều người cho rằng hành động này của Tổng thống Maduro ngày càng thể hiện tính chất độc tài và ông đang cố tránh né một cuộc bầu cử mà biết rằng mình có thể bị thất bại do để tình trạng nền kinh tế Venezuela trượt dốc như hiện nay.